Rồi, hello mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, hôm nay cũng có một bạn ha, có hỏi mình là cách hẹn giờ sit down ha, máy tính chạy Windows 10 á. Thì nói chung là cũng có nhiều cách lắm. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn mọi người cái ba cách cơ bản này ha. Rồi, cách đầu tiên là đơn giản nhất nè. Đây mình ghi bước ha, cách 1 ha. Dùng mà sử dụng CMD ha. Hay gọi là command line á. Đây command để hẹn giờ ha. Shutdown. Thì cách này đơn giản ai cũng làm được nè mọi người, không cần phức tạp ha. Ở đây mình gõ vô, đây là start là run nè. Rồi ở đây mình gõ cmd đó, thì nó sẽ hiển thị một cái cửa sổ để mình gõ lệnh ha. Thì cấu trúc ở đây là nó như thế này nè mọi người, đơn giản ha. Shutdown. Rồi, tham số là trừ S, trừ T. Thì ở đây nó được quy định bằng dây ha. Cái trừ S, S là shutdown đó, trừ T là timer ha, thời gian. Ví dụ như ở đây mình 1 phút là 60 giây. Ở đây nó quy định ha, tính theo mặc định là tính theo giây. Ví dụ mình muốn 1 phút thì mình để là 60, sau đó mình enter. Còn mình muốn một giờ là 60 phút ha mọi người. 60 nhân 60 là 3.600 giây. Đó là 1 giờ ha. Thì tương tự như ví dụ mình 5 phút đi, thì 5 lần 6 30 là 300 giây. Đó, sau khi mình chọn mình nhấn enter một cái ha. Đó thì nó sẽ báo nè. Windows sẽ shutdown trong vòng 5 phút ha. Đó thì hay mình bấm close lại thôi, là 5 phút sau thì tự động là máy nó sẽ shutdown ha. Rồi vô trong trường hợp này mình suy nghĩ lại đi, mình thấy 5 phút này nó nhanh quá. Thôi mình hẹn lại ha, thì mình gõ cái lệnh hủy shutdown trừ A. A là cancel với mọi người. Enter. Đây nó báo ha. Thì là cancel là bỏ qua. Rồi. Đây cũng là một cách để hẹn giờ ha mọi người. Nhiều khi mình làm việc hay cái gì đó mình quy định đi, ví dụ 1 giờ sau thì mình tắt máy ha. Đó thì mình tự quy định luôn. Đó, mình gọi lệnh hay shutdown. Đó, trừ S nha. Trừ T. 1 giờ là 60 phút, 60 nhân 60 là 3.600 giây. Đó. Đó, khi mình enter rồi Windows sẽ shutdown trong vòng 60 phút. Rồi mình cứ làm việc bình thường, mình làm cái gì đó rồi tự động 60 phút sau tự động nó sẽ tắt ha. Rồi mình hướng dẫn xong rồi ha, bây giờ mình hủy đi để mình làm cái phần thứ hai ha. Trừ A, cancel. Rồi đóng cái này lại ha mọi người. Phần này coi như xong. Số 2 thì mình có thể là tạo một cái nút shutdown, tạo một cái nút shutdown ha, dưới sai
Đó, một chút sit down trên desktop. Đó. Đấy, ví dụ như cái biểu tượng của Firefox nè, cần mình lít vô cái ha. Rồi đây mình phải chuột ha, mình chọn new nè. Cái socket. Đó là mình tạo một cái socket. Ở trong cái ô này thì mình gõ lệnh shutdown trừ s tương tự đây, trừ t ví dụ là 3600 giây. Ba ngàn sáu trăm giây là 1 giờ ha mọi người. Ok, mình nét cái ở đây mình đặt cái nút nè, ví dụ như tắt máy đi ngủ ha, sau 60 phút. Đó, ok, mình finish một cái. Rồi để mà mình cái biểu tượng này nhìn nó xấu quá ha, mình phải chuột cho mình đổi biểu tượng nó. Property nè, ở đây mình bấm change icon rồi mình ok luôn ha. Đây hiển thị cho mình một số cái biểu tượng của Windows nè, thì mình thích cái nào thì mình chọn ha. Đây mình chọn cái biểu tượng này nó quen nè. Ok ok đó. Rồi khi mình bấm vô cái biểu tượng này đó là 60 phút sau mình sẽ tắt máy ha, mình thử luôn nha. Đó, nó báo này bạn sẽ Windows sẽ shutdown sau 60 phút ha. Thì cũng tương tự như cái lệnh lúc nãy thôi ha. Giờ mình hủy, ai mình shutdown trừ a, thôi cancel ha. Rồi mày ai không thích sử dụng cái đó ha, hai cách trên thì mình sử dụng tiếp cách 3 ha, nghĩa là sử dụng phần mềm shutdown, nhưng mình nhớ không lầm nó là Classic Timer gì đó, lâu quá không có sử dụng quên. Rồi thì đã cài cái phần mềm này ha, mình vô cái giỏ này, cái Microsoft to, cái cửa hàng của Microsoft ha, bấm vô giống cái giỏ sách đi chợ mà mình phóng to lên cũng được. Đó đây thì có game đủ thứ ha, có giá dưới đây nè. Đây ví dụ như cái game Minecraft nè ha, 29,99 đô. Chúng ta thích chơi cái game nào free thì chúng ta chọn nè, có free đây ha. Rồi nè, đây nó có chủ đề ha mọi người, gaming nè, rồi, giải trí hay gì đó đủ thứ ha. Rồi ở đây mình bấm vô search nè, mình gõ chữ shutdown, chờ chút, shutdown này nó có timer classic nè chứ, shutdown timer classic ha, sửa lại cái. Timer Classic các mọi người. Rồi đây mình bấm nó báo là free ha, nghĩa là phần mềm này miễn phí. Này mình có thể thấy được cái giao diện của nó này ha, screenshot nè. Đó, sau khi mình bấm shut down mình hẹn giờ ha, mình bấm start thì nó sẽ nó báo với mình ha, shut down timer. Rồi mình bấm get nha, get đây là cài đó. Nó kêu mình có muốn đăng nhập tài khoản Microsoft không ha. Ở đây nếu mình có thì mình bấm sign in, còn không có thì thôi ha. No, thank, không. Rồi bấm install. Đó, nó tiếp tục nó bắt mình nhập tài khoản của Microsoft ha. Mình có thôi mình bấm bỏ qua. Đây nó đau về nè. Đó, nó install. Rất là nhanh ha mọi người. Rồi mình bấm lên luôn ha, khởi chạy nó lên luôn. Rồi đây. Rồi. Rồi. Muốn làm cái gì ha, chọn cái phương thức shutdown restart ngủ đông ha, lock out hay là lock. Rồi vô đây mình chọn shutdown đi ha,
Ở đây mình có thể chọn cái này, nó dễ nè, nó tường minh hơn nè, 1 giờ. Rồi. Đó, mình bấm start ha. Rồi, đây nó có cái đồng hồ nó sẽ nhảy. Đó. 1 giờ. Nó cứ chạy từ 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 đến khi nào xong rồi thì nó sẽ shut down. Rồi, tương tự cái này mình ở đây có cái nút cho mình tắt. Mình không thích nữa thì mình tắt. Cancel. Rồi, xong. Rồi, vậy hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người ba cái cách ha để tự động shut down hẹn giờ, shut down máy tính ha. Rồi, hẹn gặp mọi người vào clip tiếp theo ha. Mình sẽ cố gắng tranh thủ làm nhiều clip hướng dẫn mọi người ha. Rồi, xin chào mọi người nha.